bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại cột mốc 519, nơi tiếp giáp giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc, thuộc địa phận xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc. Xung quanh đây là một cái vùng đất mà còn rất là yên bình, nguyên sơ và có rất nhiều những bản làng của người đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái chuyến hành trình khá là thú vị đi tới những cái bản làng sâu xa của người đồng bào Mông sống quanh cái khu vực biên giới này. Phía nước bạn ấy thì tôi thấy là họ trồng ngô sát sang cả cái phần rào biên giới này. Thì nước bạn họ cũng trồng ngô, nhưng mà ở phía Việt Nam mình thì lại không được trồng ngô cạnh cái hàng rào biên giới thì phải. Và cũng có rất nhiều hệ thống cột đèn rồi camera, tất cả mọi thứ đều rất là trông rất là nguy hiểm. Còn bên nước mình thì chỉ có cây cỏ thôi, còn bên nước bạn này đồi ngô rất là cũng tốt, không thua kém gì đến Việt Nam luôn. Và họ cũng trồng ngô, tôi nghĩ rằng đây cũng là đồi ngô của những người đồng bào dân tộc của Trung Quốc ấy, nhưng mà không biết là họ là người gì thôi. Đây cũng là một cái vùng xa xôi của họ mà. Tít bên trong thì có nhà cửa, mình có thể nhìn thấy được bằng camera. Mắt thường thì có thể nhìn rõ hơn. Khi mà nhìn thật kỹ thì tôi thấy một người phụ nữ bên Trung Quốc họ đang làm ngô đây này. Đây chắc chắn là người Trung Quốc rồi, nhưng mà thấy trang phục thì giống người Mông. Nhớ rộng à! Miền giờ ở ta tạo ở ta chi! Nhớ rộng nữa! Không có một chút phản ứng nào. Không biết là mình nói tiếng Mông có chuẩn không nữa. Cũng có thể cô ấy không phải là người Mông, hoặc là cô ấy cảnh giác với những người ở bên này biên giới. Cái hàng rào đấy thì nó không quá xù xì, xấu xí và ghê gớm như những cái hàng rào mà tôi từng đi qua, tôi từng biết. Có lẽ đây là một khu vực mà khá là yên bình đấy. Còn bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại phía ngoài trên một cái con đường khá là nhỏ để đi tới những cái bản Mông ở quanh khu vực này. Ở ngay bên cạnh những cái thửa ngô có một đôi à, không biết là có phải một đôi không, có thể mình lại đang phá đám câu chuyện tình yêu chăng. À, tôi thấy xa xa như là họ đang đong nước thì phải. À đúng rồi, không phải đôi mà là hai đứa nhỏ thôi. Chúng nó đang đong nước. Ồ, thế là có nước à? Ở đây thì lâu lắm rồi nó chưa mưa rồi. Mọi người nhìn đất này, rất là cằn, rất là khô luôn. À, hai em bé đang đi lấy nước. Chào hai em nha. Hai em lấy nước à? Hai em lấy nước về uống à? Hả? Hai em múc một cái hố nước nho nhỏ thôi. Đó, múc từng ca một đổ vào cái can này. Em học lớp mấy rồi? Hả? Trời nắng này mà em không đội mũ gì à? Em này nữa. Cả hai đứa nắng nôi không đội một cái mũ nào luôn. Tôi xem nào. Chúng nó mới đong được một chút thôi. Được một ít ở dưới đáy can này thôi. Và chắc là hai anh em sẽ phải tự khuôn nước về nhà đây. Cứ thử quan sát xem mà bọn nó sẽ làm công việc này như nào. Đây là một cái vũng nước mà khá là nhỏ, nhưng tôi nghĩ là nó cũng phải có mạch nước. Không biết là mạch nó chảy ở đâu. Ở bên cạnh thì có một cái con suối cạn này. Chắc là mùa mưa thì nó sẽ chảy nước xuống đây. Nhưng mà chỗ này thì nó không có một cái nguồn nào để đi vào cả. Nghĩa là nó đang thẩm thấu từ trong lòng đất ra thôi. Cái màu nước thì nó cũng không được trong cho lắm, nó khá là đục. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chất lượng nước như này quá là tốt để sử dụng rồi. Nhất là sử dụng ở những cái vùng như này thì lấy đâu ra những cái nước mà quá tiêu chuẩn, quá sạch như này là quá tốt rồi. Để chú múc cho. Để chú làm cho nhanh. Cái thằng này làm chậm quá. Không khéo léo lắm. Nào, đây chú làm cho. Đứng ra đây. Đứng ra đợi chú nhá. Thì chú có quà cho nhá. Đấy, múc nó phải... Đấy, đúng chưa? Chuẩn chưa? Mình ngửa nó lên như này này. Ui, tôi chết thôi rồi. Mình đang bị lãng phí nước đấy mọi người ạ. Cái ca đầu thì nó hơi lệch lạc một tí, nhưng mà tôi nghĩ là ca sau sẽ làm tốt hơn. Chuẩn chưa? Hả? Đúng chưa? Đúng rồi à? À đấy, biết nói tiếng Kinh mà. Cứ giả vờ với chú nhỉ?
Bằng này đã mang về được chưa? Hay phải lấy thêm? Hả? Thôi, nói chuyện với anh chị này đúng là tự nói tự trả lời thôi. Được chưa? Mang về được chưa? Thế đậy nắp vào nhá. Trẻ con vùng cao thì bọn nó cứ thế thôi, đầu trần chân đất thôi. Nó chả cần gì nhiều ấy. Nó cứ như thế là nó đi làm thôi. Này, đội vào nhá. Xong chưa để con đi về? Rồi. À, có một cái nắp nữa. Một cái nắp bằng túi bóng luôn. Cái ca nước của hai anh em đã bị mất cái nắp rồi. Rồi buộc vào. Rồi mình quan sát thôi, mình lúc nãy mình thử múc nước và mình đang phá hỏng công việc các bạn đấy. Và đang cố tình làm cho cái nước nó bị đục đi. Rồi, rất là khéo léo đã buộc vào rồi. Cái vũng nước này tôi nghĩ rằng không phải là mỗi hai em đâu, còn rất nhiều những đứa trẻ khác, những gia đình khác họ cùng nhau sử dụng cái vũng nước này. Rồi, xem nó làm như nào nào. 15 lít nước, một cậu bé chạc khoảng 10 tuổi. Bạn sẽ dùng một cái sợi dây vùi vào. Nào. Ôi ôi, nặng nè. Chết mất thôi. Sức khỏe nào mà các cháu thể làm được cái việc này. Đi. Đi về đi. Ngồi chế đi. Cô em gái thì cầm cái ca đằng sau. 15 lít nước trên vai. Hình như tôi không nhầm thì 11 lít nước sẽ có khối lượng chuẩn là 1kg luôn. Và cậu bé đang đèo 15kg trên lưng mình. Đi qua những con dốc đá này. Ôi cô em gái đi xa xa ra. Không phải anh ngã lại. Ngã cả hai anh em bây giờ. Mình đi chân không còn trượt tí ngã. Thằng bé nó đèo 15 cân trên lưng. Cái này đối với mình, những người lớn mà vùi 15 cân nước thì đã rất là khó rồi. Cái nước nó còn sóng sánh nữa. Thế mà thằng bé này quá là phi thường. Chính là nó phải dùng cả tay bám vào đá mới có cái đà để đi lên. Cô em thì đi rất là khéo, thoăn thoắt. Quãng đường về đến nhà các cháu còn xa không? Cứ leo dốc này khoảng chục phút nữa chắc là ngất mất. Trời thì nắng to. À rồi, chúng tôi đã đến con đường to rồi, đường bê tông rồi. Để chú gửi cho nhá. Chú đeo cho nhá. Đeo ba lô này cho chú nhá. Chú đeo nước cho xong rồi con chỉ đường cho chú nhá. Ok. Khiếp, thằng bé nó thở hồng hộc ấy. Nào, đi ra. Đeo ba lô cho chú. Nhà còn gần đây không? Hả? Đeo cái này cho chú. Tôi tưởng nhà chúng nó ngay gần đây. Đi nhá. Đi trước dẫn đường cho chú đi. Đi. Đeo ba lô vào. Đeo ba lô vào. Đúng rồi. Cái ca nước này nó cứ sóng sánh ấy. Một đứa bé thân hình nhỏ bé thì nó rất khó để kiểm soát được cái ca này, nó cứ nghiêng nghiêng ngả ngả ấy. Hình như là làng nhà của chúng nó ở bên trong ngôi làng này rồi. Tôi đã tới một ngôi làng đầu tiên ở khu vực giáp biên giới này, một ngôi làng khá là nhỏ thôi. Nghe thấy tiếng âm nhạc rất là to, chứng tỏ là mọi người đây khá là yêu đời đây. Và tôi thấy có cả đường điện để dẫn vào nữa. Bên này các cháu đang làm gì đây? Đang làm gì đấy? Làm bể để tắm à? Hay làm lều chơi đây? Hình như tụi nhóc đang làm lều để chơi thì phải. À, đợi chú với. Sắp đến nhà chưa?
Ồ, ngôi làng này cũng khá là rộng lớn. Chào em nhá. Ui, ngôi làng này rộng đấy. Chưa biết là nhà các bạn ấy ở đâu. Phía này có một ngôi trường mầm non thì phải. Vẫn chưa đến nhà. Chú sắp không thở được nữa rồi đây này. Không phải nhẹ nhàng gì đâu. Tôi là một người lớn ấy. Sức khỏe gọi là cũng tốt mà điệu 15 cân nước, cái dây nó níu xuống vai rất là đau, quãng đường mà xa quá đau vai quá, không hề dễ dàng một chút nào mọi người. Công việc này rất là đau vai. Chú xem cái vai của cháu nào, xem đã bị đau đỏ gì không, xem cái vai nào, ngửa ngửa mặt ra. Ừ, chưa có dấu hiệu của làn đỏ. Có thể là nó làm quen rồi. Trên những cái chuyến hành trình của mình, tôi thường là cứ đi thôi. Và tôi gặp được những ai, vô tình gặp được ai nhưng trên đường đi của mình thì thường là tôi sẽ đi cùng người đó về nhà. Hoặc là cố gắng để xem là mình và cái người mình gặp có cái nhân duyên nào không. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng tôi sẽ tới nhà hai bạn nhỏ này để xem là cái cuộc sống của hai bạn ấy nó đang diễn ra như nào, và ngôi nhà của bạn ấy là một ngôi nhà như nào, bố mẹ đâu, sao lại để các con làm công việc mà nói thật là quá sức, phải gấp cả trăm lần với các cháu, và lý do vì sao mà các cháu lại nghỉ học. Cụm nhà phía trước có ba ngôi nhà nhỏ, có một đường dây điện kéo vào, có những lá cờ Tổ quốc. Thường thì khu vực giáp biên giới, giáp danh biên giới thì mọi người sẽ cắm lá cờ Tổ quốc để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Tôi nghĩ rằng là không có những cái người đồng bào dân tộc Mông ở đây thì cái vùng đất biên giới này nó cũng sẽ khá là heo hút và thưa thớt ấy. Khi mà có những người đồng bào của Mông họ sống ở đây thì họ cũng chính là những người mà gìn giữ từng tất đất cho quê hương, cho Tổ quốc, những người mà sống nơi phên dậu của đất nước ấy. Rồi, đi tiếp qua một ngôi nhà vẫn chưa tới. Ôi, xa thế nhỉ. Chào anh nhá. À, chào anh. Chưa thấy đâu cả. Ui, nhà này có con lợn to đấy. Con lợn này đang nằm phơi nắng. À, tới rồi. Tới chưa? Thôi, tới rồi. Cuối cùng tôi đã tới ngôi nhà của các cháu. Một ngôi nhà bằng gỗ cũng rất là kiên cố. Xung quanh thì có rất là nhiều những cái chuồng này. Có chuồng của những con bò này. Phía bên ngoài có một ngôi làng nữa. Cũng rất là xinh đẹp luôn. Nào, thế cái bình nước này để ở đâu? Ôi, nhà tối thế. Chú có thấy gì đâu? Nhà có điện không? Hả? Bật điện lên xem nào. À, cái này bỏ ra nào. Thế cầm máy quay cho chú để chú bỏ nào. Cầm này cho chú nhé. Đấy. Rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã giúp các bạn ấy vận chuyển được bình nước về nhà. Đây, đi ra ngoài này cho sáng đi. Đi ra ngoài này cho sáng đi. À, bây giờ lại xuất hiện một cô gái nữa. Này, cháu gái. Đứng lại chú bảo. Này, cú đây. Này, ra đây. Ra đây. Ra đây. Thế cháu nói được tiếng Kinh không? Hả? Quay mặt đây nào. Quay mặt đây. Quay mặt đây nào. Quay. Ờ, quay mặt đây. Cháu nói được tiếng Kinh không? Hả? Cháu với hai bạn này là như nào? Cùng anh em không? Ừ. Cháu mấy tuổi rồi? Hả? Thế ở đây bạn bạn này mấy tuổi rồi? Cháu tên là gì nào? Cháu tên là Lý Mỹ Trình. Lý Mỹ gì? Lý Mỹ Trình. Lý Mỹ Trình à? Ừ, thế còn em cháu? Cháu tên là Lý Thị Tổng. Lý Thị Tổng à? Thế bạn gái kia tên là gì? Chạy nó mất rồi. Hả? Lý Thị Giai. Lý Thị Giai à? Thế đây biết nói tiếng Kinh sao lúc nãy không nói với chú? À, lúc nãy là sợ chú đúng không? Bây giờ hết sợ chưa? Hả? Hết sợ rồi thì đưa cái ba lô đây cho chú này.
đưa ba lô lên cho chú. Hết sợ chú rồi đúng không? Ừ, đây chú có quà cho hai đứa này. Chú thấy hai đứa đi lấy nước rất là vất vả này. Đầu tiên là cho hai anh em gói kẹo này, cầm lấy. Nào, cháu cảm ơn, nói đi. Cháu cảm ơn chú, đúng rồi, giỏi lắm. Này, cháu... ừ, giỏi lắm. Thế các cháu được đi học không? Hả? Các cháu có được đi học không? Nào, trả lời đi nào, trả lời được đi học không? Được không? Được à? Thế hôm nay là nghỉ thôi gì? Đúng không? Ừ. Nào, đây là chú cho cháu này. Cháu gì? Cháu cảm ơn. Ờ, cháu cảm ơn, đúng rồi. Này, chú cho cháu này. Ừ. Thế cầm tiền này thì sẽ đi mua cái gì? Hả? Mua gì nào? Hả? Mua chăn. Mua gì? Mua chăn. Mua chăn á? Mua rau hay là mua chăn? Mua rau. Mua rau á? Mua gì? Mua kẹo hay là mua quần áo? Mua kẹo. Mua kẹo á? Thế cháu sẽ mua gì? Tiền này cháu sẽ mua gì? Hả? Mua kẹo. Mua kẹo à? Hai anh em quyết định mua kẹo à? Ok. Nếu mà mua quần áo thì chú sẽ cho thêm, nhưng mà mua kẹo thì thế là đủ rồi. Thế nhá, chúng mình tạm biệt nhau nhá. Lần sau chú tới lại cho chú vào chơi cùng với nhá. Được không? Được. Ừ, ok, thế bây giờ chú đi nhá. Bye bye. Chào hai đứa nhá. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục đi vào phía bên trong nữa. Còn rất nhiều những ngôi làng và ngôi nhà ở bên trong nữa này. Một cái khu vực mà chỉ cần đi qua cái quả núi này thôi là tới địa phận của Trung Quốc rồi. Từ đây đi vào bên trong thì còn rất là sâu xa nữa. Con đường thì càng lúc nó càng bé lại và càng ngoằn ngoèo hơn. Nào, thế cháu đi đâu đây? Hử? Cháu đâu đây? Chị Pau à? Tay bị làm sao? Hả? Tay bị làm sao nào? Chú xem nào. Thế làm gì mà ôm vào bụng thế? Đau bụng hay là đau tay à? Đi đâu mà nắng nôi này? Hả? Thế à? Nắng lắm đây này, đầu nóng hết đây này. Đi làm gì phải lần sau nhớ phải đội mũ vào nhá, nghe chưa? Ừ. Thôi đi đi. Đi đi. Mua. Nói chung là những ngôi làng ở đây thì nó sẽ cứ rải rác, cứ một quãng đường ấy, một khoảng thì sẽ lại có một vài ngôi nhà. Tôi cũng không biết là làm cách nào để có thể đi được hết những cái ngôi nhà ở trong này nữa, vì mình cũng đang đi khá là vô định. Vừa thấy mấy cô gái đang ngồi hình như là đang làm gì để cho nhau, thấy người lạ phát chạy hết rồi. Chui hết vào trong nhà rồi. Em ơi! Gái ơi! Anh nhờ tí, anh hỏi đường tí. Em ơi! Mình thử làm quen mấy cô gái nhá. Biết chạy đâu. Ui rồi, giật mình. Chào em nhá. Ờ, đang ở nhà. Khiếp, em thò ra làm anh giật mình quá. Thế là mọi người trong nhà đang làm gì đấy? Là chơi tí là. Hả? Anh vào nhà chơi được không? Không. Hả? Không được á? Sao? Sao lại không được? Thế anh vào trong nhà chơi nhá. Em tên là gì? Vào mi po rồi. Po à? À, em bao nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi. 21 à? Đi. Thôi đừng sợ anh nhá, đừng sợ anh. Anh đang bị sợ em đấy. Đừng sợ anh. Đi, cứ đi vào đi. Chào mọi người nhá. Tôi thấy một gia đình. Hôm nay mọi người không đi làm ngô à? Không đi rồi. Làm xong hết rồi à? À, chú chào em bé nhá. Đâu là vợ em? Đâu là vợ em? Thằng này à? Thế ba thằng này thì sao? Thằng này là chị. À, thế hai thằng này? Hai thằng này mấy tuổi rồi? Em mấy tuổi rồi? 16 tuổi. 16 rồi à? Thế mấy em gái này được đi học không? Không học. Không học à? Ôi giời, ngồi vào cái thang này cứ sập. Không đứa nào được đi học à? Là học hết lớp mấy không? Không học. Ờ, thế còn hai thằng này? Không học. Cũng không học à? Ồ, thấy mọi người đang cho em bé ăn thạch nhé. Này, anh từ xa đến đấy, anh có tí quà cho em bé với mọi người ấy. Nhá. Không lấy á? Sao? Ngại hả? Anh nhiều lắm.
Này tặng hai em gái này. Và cả nhà luôn nhá. Này cầm lấy. Em tên là gì? Hả? Này thế em cầm nhá. Cầm giúp anh. À, thế thôi, thôi anh để đây nhá. Ừ, cô gái này thơm đấy. À, anh chỉ vào thăm tí thôi. Ừ, để xem là mọi người ở đây như nào thôi. Đừng sợ nhá. Ừ, anh không làm gì đâu. Các em gái ở đây nếu mà theo những lời cậu em kia mà không đưa đi học thì cũng rất là đáng tiếc. À, các bạn ấy cũng khá là ngượng ngùng khi mà thấy người lạ. Thôi được rồi. Tôi mới thử vào thêm một ngôi nhà của đồng bào người Mông đây thôi, nhưng mà tôi thấy rằng là cũng không có quá nhiều điều kiện. Và mọi người thì hầu như là đang ở nhà ấy. Không biết là cái công việc của mọi người đã xong hết chưa, thế là vun ngô hay là đi lấy cỏ hay là gì đấy, không biết là xong hết chưa. Nhưng mà thấy khá là nhiều người ở nhà, từ đầu làng ngoài và đã thấy tiếng karaoke rồi, đến vào đây cũng vẫn thấy tiếng karaoke, ca hát rất là tưng bừng. Chứng tỏ là cái đời sống tinh thần ở đây nó cũng rất là vui vẻ. Khi mà quan sát trên cao, tôi thấy con đường ngoằn ngoèo này đi sâu tít vào trong mà phải leo qua một cái vách đá nữa mới có thể tới được một ngôi làng sâu tít vào trong, và ngôi làng đấy là cuối cùng rồi. Đây là con đường cụt để đi vào ngôi làng đó rồi. Và phía dưới ngôi làng đó thì còn rất nhiều ngôi làng nữa, và cả con sông Nho Quế ở dưới nữa. Nói chung là cái địa hình nó vô cùng cao, và cứ mỗi một độ cao nhất định thì sẽ lại có những cái ngôi làng mà người dân họ làm nhà để sinh sống. Những cái con đường thì mọi người biết rồi, đường để đi vào bản của người Mông thì đều là những con đường mà tôi phải gọi là rời ơi đất hỡi. Đi bộ thì cũng khó, mà đi bằng xe máy thì cũng khó. Cái con đường này nó còn đơn giản đấy, nó còn khá là dễ đi, nhưng mà lát nữa thôi đi vào cái quãng ở trong thì tôi chắc chắn rằng là sẽ nhiều anh em và thót tim, kể cả là những người đồng bào ở đây ấy, họ đi họ cũng sợ ấy, vì nhìn con đường mà một bên là đường còn một bên là vực ấy, và nó khá là nhỏ ấy. Tôi nghĩ rằng là không dễ dàng cho cái việc di chuyển đâu, nhưng mà người ta vẫn làm nhà được ở những cái nơi như vậy, và đó chính là cái điều mà mình rất là tò mò. Ngày hôm nay mình quyết tâm là tới đó bằng được, mặc dù con đường đi bộ của tôi cũng khá là xa, không hề đơn giản chút nào. Nếu mà dọc đường đi mà gặp người dân địa phương là họ đang đi về để mình xin đi nhờ thì sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay trời khá là nắng nữa, nãy gùi 15 cân nước cũng khá là mất sức. Ôi trời ơi, đi được tới những bản làng người Mông thì đúng là quá là khủng khiếp. Chắc chỉ có những người đồng bào ở đây họ đi thì họ cảm thấy bình thường, còn đối với mình thì lúc nào mình phải thốt lên là tại sao họ lại có thể sống được những nơi như vậy. Mặc dù mình đi rất nhiều đấy, nhưng mà mình vẫn luôn luôn đặt những câu hỏi trong đầu ấy, luôn luôn phải trầm trồ và luôn luôn thắc mắc là lý do gì, vì sao, tại sao, tại ra làm sao mà lại cứ thích làm nhà ở những cái nơi như vậy. Hầu như là mình cũng chưa giải thích được nhiều lắm, là cứ đi thôi. Đi là để biết, đi để có thể cho mọi người nhìn thấy được, hình dung thấy được rằng ở trên vùng cao thì còn rất nhiều những cái bản làng như vậy, đặc biệt là ở cái xã Sơn Vĩ này, nơi mà tiếp giáp giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc ấy, còn rất nhiều những cái bản làng người Mông mà sống ở sâu xa. Và mình quyết tâm đi tới bằng được để xem là cái cuộc sống ở trong đó như nào, đường xá đi lại, ở nhà cửa nó ra làm sao. Có ai không? Có ai không? Mặc dù mình cũng đi khá là nhiều và rất là mệt rồi, nhưng mà khi mà đi cái con đường này, một cái cảm giác gì đấy nó rất là nhẹ nhàng. Cái hơi lạnh từ cái núi đá nó toát ra nữa, rồi kèm theo tiếng những con chim, rồi rất nhiều tiếng động khác nữa. Một cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng, rất là thích ấy. Đi này mình cảm thấy không mệt nhiều lắm, không mất sức nhiều lắm. Và không khí thì chắc chắn rồi, rất là trong lành rồi. Tôi gọi là oxy tươi. Tôi hay gọi vui với các bạn của mình là lên vùng cao mà hít thở oxy tươi. Ở thành phố hít thở cái oxy nó không được tươi như ở trên này. Nếu cần thì mình gửi về cho một chút. Tôi đã đi tới một cái đoạn mà tôi nghĩ là nguy hiểm nhất rồi. Ở đây còn phải làm cái lan can này mới có thể an toàn hơn trong việc di chuyển xe máy. Đây, ngôi làng phía dưới này. Tưởng là cao lắm rồi ấy, nhưng mà khi mà lên đến đây thì nó còn vẫn cao hơn nữa.
Mình đi sắp tiền đình rồi, hơi chóng mặt rồi. Ghê lắm, cái đường này mà ngồi sau xe máy mấy anh người Mông nữa thì thôi, gọi là trò chơi cảm giác siêu mạnh luôn. Xin chào nhá. Cậu em kia dốc quá cậu ạ. Cái này mà không có cái lan can thì đúng không ạ? Thần kinh thép cũng không dám đi. Thế rồi, tôi đã đi qua được cái khu vực mà đối với tôi nó là nguy hiểm nhất rồi. Bắt đầu tiếp cận ngôi làng phía trong rồi. Em chào mọi người ạ. Mọi người đang làm gì đấy? À, vun ngô à? Nhà mọi người ở đâu ạ? Ở trong này ạ. Em hỏi một chút. Nhà mọi người vun ngô hình như sắp xong rồi thì phải. Mọi người sắp nghỉ chưa? À, tí nữa sắp xong rồi. Chuẩn bị về chưa? Tí nữa đi về. Là nhà mình ở trong đấy. Trong đấy có bao nhiêu hộ anh? 32 hộ. 32 hộ cơ. Thế đi làm toàn đàn ông làm với nhau hả? Phụ nữ đâu hết rồi? Không có cô vợ nào đi cùng mà. Để ở nhà trông con. À, lại để vợ ở nhà trông con à? Vâng. Tưởng là mọi người làm xong rồi cho em đi về trong làng cùng với. Hay đi về chưa? Bây giờ đi về nhé. À, bây giờ đi về à? À, thế em đi cùng anh về được không? Được lắm. Nhá, em đi cùng anh một tí nhá. Ok ạ. Anh tên là gì? Đi Mỹ Vàng. Anh Vàng à? Vâng. Mọi người đi sau anh Vàng đi về trước. Anh Vàng bao nhiêu tuổi rồi? Anh ấy 35. 35 rồi ạ? Vâng. Vâng. Anh ấy ngày xưa mà cái con đường này nó chưa có bê tông thì anh về nhà kiểu gì? Chưa có bê tông này mới đi chở vẫn khó rồi. À, nhưng mà ngày trước đi kiểu gì? Bộ, đi bộ à? À, ngày trước đi bộ. Bò đi à? À, bò này rác không được. Nói chung là anh cũng không nói được nhiều tiếng Kinh lắm. Ngày xưa nó là anh Vinh. Hả? Học ít ít mà không biết tiết. Không... À, ngày xưa học ít ít à? À, học lớp 3 thôi. Học lớp 3. Thế con của anh có được học nhiều nhiều không? Không có. Con anh được đi học nhiều không? Có một thằng em vẫn đi học hết lớp 9 đi làm nghĩa vụ. À, đang đi nghĩa vụ quân sự à? Vâng, nghĩa vụ quân sự. Vâng. Ôi, con đường này vào trong ngôi làng ấy có những cái tảng đá rất là to. Nó sừng sững lên trong như những cái cổng chảo ấy, trong những cái cột ấy. Thế anh đi bộ không à? Anh không cầm cuốc về à? À, tí nữa về làm tiếp. À, tí lại quay lại làm tiếp. Vâng. À, bên ngoài này có một cái mộ mới đắp thì phải. Sợ đấy. Trong này chắc là bản người Mông rồi nhỉ? À. Mình là sống ở cao nhất luôn đấy nhỉ? Hả? Mấy cái làng ở dưới chưa là cái gì đúng không? Đúng. Làng anh sống cao quá. Rồi, bây giờ tôi đã đi vào được phía trong rồi. Wow. Rất là tuyệt vời ấy, mọi người ạ. Một cái phong cảnh tôi nghĩ rằng là hiếm có, khó tìm ấy. Nó ít khi gặp ở vùng cao ấy. Một cái ngôi làng biệt lập khá là rộng lớn và khá là đầy đủ ấy, tôi cảm giác vậy. Chứ à, có cả đường điện kéo vào rồi. Những ngôi nhà thì làm cạnh những cái vách núi. Ngôi nhà đầu tiên rất là đẹp. Chào em nhá. Chào em bé nhá. Nhà anh Vàng đâu? À, đây. À, nhà anh ở đây luôn à? Vâng. Ồ. Đó là sinh con thì vào không được nhà ấy. À, vợ đang sinh con em không được vào nhà à? Ồ. À, vợ sinh con. À. Được một tuần. À, vợ mới đẻ được một tuần à? Vâng. À, thế à? À, thế thôi cũng không sao cả. Nói chung là nhà người Mông khi mà có cái dấu hiệu những cái cành cây ở cửa như này đúng không? À. Thì là nghĩa là đang có... À, vợ ở cữ thì người lạ không được phép vào.
đúng không? Nếu mà vào thì sẽ bị làm sao anh? Hả? Nếu mà vào thì sẽ bị làm sao? Vào thì không biết được nữa, mà ông già nó bảo là người san về thì vào không được nhà. À vâng, rồi. À, chị sinh vâng. Con thì người san vào thì vâng. Vâng, vì em cũng không có cũng muốn là cố tình vào, em chỉ muốn hỏi là nếu mà người lạ vào thì nó sẽ ảnh hưởng cái vấn đề gì thôi. À. Kiêng thôi đúng không? Đúng. À vâng. Thế bây giờ anh sẽ lại ra ngoài làm ngô tiếp à? À tí anh nữa. Chỉ đưa em vào đến đây thôi à? Vâng. À. Thế anh thì sao? Anh lại đưa em vào trong làng nhá. Được không? Đi làm hay là thế anh cũng lại quay ra kia làm á? Thế lại để em đi một mình vào trong làng à? Thế nếu mà anh đi đâu? Em đi vào tìm hiểu ngôi làng của mình. Thế nếu mà em vào đấy xong em bị làm sao, em bảo là em quen anh Vàng nhá. Hả? Được không? Em là bạn của anh được không? À. Nói chung là những cái điều tôi nói thì có vẻ là hơi quá khó với các anh. Thôi được rồi. Thế anh đi làm nương tiếp đi. Em cảm ơn anh đã đưa em về đây nhá. Dạ vâng. Ông anh rất là dễ thương. Rất tiếc là không vào được nhà của anh. Chào anh nhé. Dạ vâng ạ, em chào anh. Dạ. Vậy thì về không đến nhà thì... Vâng, khi khác vào sau nhá. Chết, chết. Lần sau tới chơi sau nhá. Dạ. Thôi tạm biệt ông anh Vàng đáng yêu. Tôi tiếp tục đi vào trong. Nghe thấy xa xa tiếng máy nổ rất là to. Nhưng mà mọi người đang nghiền đá để làm công trình thì phải. Ngôi làng mà tôi cũng không biết diễn tả như nào, tôi chỉ cảm giác rằng là rất là đẹp, rất là ấn tượng, rất là khác biệt so với những cái ngôi làng mà mình đã từng đi. Một ngôi làng biệt lập nhưng mà khá là đầy đủ, điện có, không biết sóng di động có không, tôi phải check xem nào. Điện có này, sóng 4G có, đấy là những cái mà rất là thiết yếu và ngôi làng này đã được trang bị rồi. Đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất là mừng, rất là thích. Ở trong này như cũng có cả một cái ngôi trường điểm trường mầm non thì phải. Còn khi mà học tiểu học thì các cháu sẽ đi học ở một cái cụm trường lớn hơn, hơn 30 hộ dân thôi. Tôi chỉ đi một lúc thôi, chắc là tôi đi một lúc thì sẽ đi được đến cuối ngôi làng. Nhưng bây giờ thì mình sẽ đi đến cuối ngôi làng nhé. Vì cái ngôi làng này cũng là đường cụt thôi. Khi mà tới cuối ngôi làng thì không còn đường để đi thôi. Cuộc sống ở trong này thì tôi thấy cũng rất là bình yên khi mà cây cỏ rồi ngô mọi người trồng cũng rất là nhiều, chuối rồi tre rất nhiều thứ. Nói chung là mình cũng không bao giờ nghĩ rằng là ở trên đỉnh những ngọn núi cao lại có một cái ngôi làng mà nó xinh đẹp như vậy, nó đáng yêu như vậy và nó đầy đủ như vậy này. Mọi người trồng cây cối, cái hoa màu đều rất là đẹp, ngô rồi cây vải lanh rồi mọi thứ, lá cờ tổ quốc bay phấp phới, một hình ảnh mà mình rất là thích khi mà tới những cái vùng đất biên cương của tổ quốc. Có một em gái đang chải tóc mà mình thấy trao phát là chạy đi rồi chạy xa đấy sợ người lạ. Giờ thì mình đã vào chính giữa ngôi làng rồi, bên trong ngôi làng rồi. Cảm giác như là ngôi làng rất là sạch sẽ, đường đi lại đều dọn rất là gọn gàng luôn. Ôi, nhà này nhiều xe máy, có tiếng em bé khóc. Thôi, có tiếng em bé khóc này. Nghĩ là trẻ sơ sinh thì thôi, mình không nên vào. Đây thì gia đình nào cũng có một lá cờ tổ quốc bay phấp phới, của hình ảnh vô cùng là ấn tượng. Rồi. Rồi. Bây giờ mình đã lên được cái con đường to. Khi mà đến đây thì cái đoạn đường bê tông nó đã kết thúc rồi. Nó chỉ còn là đường đất thôi, đường đá thôi. Mà dù sao thì đường nó cũng khá là to và dễ dàng đi lại. Ôi rồi. Đi vào được đến đây mệt thật đấy. Quá là mất sức luôn. Mọi người nhìn này, cái vách đá này nó dựng sừng sững luôn. Bây giờ thì cụm nhà phía trước, một cụm nhà nhỏ nhắn xinh xắn. Những ngôi nhà ở đây thì tôi thấy cũng không quá là to, nó cũng khá là nhỏ thôi. Tôi nghĩ rằng là do cái địa hình vận chuyển vật liệu khó khăn đấy, nghĩa là người ta sẽ không làm những ngôi nhà quá là to, vừa phải đủ để ở thôi. Được cái thì không khí và thời tiết trên này vô cùng là thích. Chỉ
vài tháng nữa thôi. Nếu mà quay lại đây ngô nó lên cao ấy, nhìn ngôi làng còn siêu đẹp luôn ấy. Một cái màu xanh nó bao phủ hết toàn bộ cái dãy núi đá này. Lúc đấy nhìn cực kỳ là thích mắt luôn. Nhưng mà có vẻ khá là vắng vẻ. Tầm này mọi người đang đi làm hết rồi. Bây giờ mới là giây phút căng thẳng đây. Khi mà tôi tới một cái cụm nhà, tôi đã nhìn thấy người rồi. Nhưng mà làm sao để có thể vào được ngôi nhà của họ và nói chuyện đấy. Em ơi, vào nhà mình đi đường nào? Nhỏ giòn. Nhỏ giòn nữa. Thôi cứ đi vào đi. Bây giờ chỉ có máu đi. Ui dồi ôi. Giật thích cả mình anh bò. Này, mình vừa thò mặt ra, con bò nó ngang tầm mặt mình luôn. Em chào anh ạ. Cho em đi qua cái nhá. Gia đình nuôi rất nhiều bò. Tôi bắt gặp một cô bé rất là xinh này. Em bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu? Hả? À, chào. Đây là con gái anh à? Con gái à? Ờ. Con gái bao nhiêu tuổi rồi? Hả? À. Bao nhiêu nào? Em bao nhiêu? À, con đi học không? Không đi học. Sao lại không đi học? Sao lại không đi học? Hả? Bố mẹ không cho mẹ đi à? Bố mẹ không cho đi á? Thế em học cái lớp mấy? À, học hết lớp 1 thôi á? Anh vào nhà em chơi được không? Vào nhà nhá. Ừ, đi, đi vào đi. Em tên là gì nhỉ? Tên Dở. Dở à? Đó, đi vào nhà đi. Vào nhà tí nhá. À, bố mẹ em biết nói tiếng phổ thông không? Bố mẹ em biết nói tiếng Kinh không? Không nói đâu, bên đây đen. Không nói á? Thế sao lại không cho con gái đi học hả anh? À, con gái là phải... Hả? Con gái... không học cả. Nhưng mà sao anh lại không cho nó đi học ấy? Cho có một cô là đi học ở Thái Nguyên. Có một đứa là đi học ở Thái Nguyên. Thế còn đứa này là không cho đi học? Đứa này là không thích đi học nữa. À, không thích đi học à? Không thích đi học thôi. Bất đế ấy, cái này là... Thế thằng này có đi không? Thằng này học mẫu giáo. Thằng này mẫu giáo à? Anh vừa hỏi bố ấy, anh vừa điều tra bố ấy, bố bảo là em không thích đi học mà. Đúng không? Sao em lại bảo là bố không cho đi học? Hay cụ thể nó là như nào? Không hả? Không bố mẹ cho đi học. À, chính xác là bố mẹ không cho đi à? Ừ. Không đi học là ở nhà sẽ định lấy chồng sớm đúng không? Hả? Lấy giáo bộ. Cái gì anh? Lập. Thế đang muốn cho con gái lấy chồng chưa? Không được tuổi lấy luôn. À, đúng rồi, chưa được tuổi là chưa được lấy anh nhá. Đúng không? Bây giờ em bao nhiêu tuổi? Em con gái anh cơ mà. Con gái là 16 tuổi. 16 thôi đúng không? 14 á? 20 tuổi mới được lấy chồng nhá, em có biết không? Vâng. Vâng, biết đúng không? Thế nhưng mà em... Có 18 tuổi là... 18 tuổi được lấy á? 20 mà. 20 mới được lấy nhá, có biết không? Biết. Biết, ai dạy? Ai dạy cái đấy? Hả? Nhưng mà biết là được rồi. Biết rồi. Ừ. Thế mà có người yêu chưa? Chưa. Ừ. Hay là nhiều anh tán rồi đúng không? Em xấu gái không có người yêu. Cái gì em xấu gái không có người yêu á? À, được. Thật đấy. Nói thật không? Nói thật đấy. Thôi nhưng mà dù sao thì phải trên 18 mới được lấy chồng nhá. Cái đấy là biết chắc chắn rồi đúng không? Chỉ sợ là gặp được chàng trai nào hợp mà lại lấy chồng sớm thì chết giờ, bởi vì là không đi học thì ở nhà sẽ không có nhiều công việc lắm mà rất dễ là sẽ bị lấy chồng sớm những cô gái vùng cao ấy. Thế bình thường ở nhà thì làm công việc gì? Cắt cỏ bò. Em có phải đi cắt cỏ bò không? Trồng ngô. Bò với ngô à? Có vẻ những câu hỏi của mình cũng hơi khó vì bạn ấy không đi học thì không biết quá nhiều tiếng Kinh. Mà dù sao thì ở trong một cái ngôi làng biệt lập khá là xa xôi thì có một cô gái, cô bé rất là xinh xắn này cũng là một điều mình khá là bất ngờ. Thế chuẩn bị nấu cơm chưa? Cho anh ăn cơm với nhá. Thật không? Hôm nay nhà có gì ăn rồi? Hả?
Nấu cơm anh ăn với nhá. Thật nhá. Đi, thế đi nấu cơm đi. Đi, nào thế nấu cái gì trước nào? Không biết nấu cơm. Rồi, bằng này tuổi rồi không biết nấu cơm á? Này, anh ấy con gái lớn 14 tuổi rồi mà không biết nấu cơm à? Hả? À, thôi anh nói đùa đấy thôi, anh không ăn cơm lại đâu. Trong nhà là thế như là mẹ với các em đang nấu cơm rồi. Em có mấy đứa em? À, anh là bố nhậu. Nhà anh có bao nhiêu đứa? Có bao nhiêu đứa con? Trứng là có cốt trứng cô. 9 con á? Trứng cô đấy. 9 đứa con cả? Có tất cả chỗ này đều là con anh nhỉ? Trứng cô, gái, một con trai, mẹ cô. Nhậu. À, nhìn nói tôi cũng rất khó để nghe. Nhưng mà dù sao thì cố gắng đừng để con gái lấy chồng sớm nhá. Biết rồi mà đúng không? Trên 18 được lấy mà đúng không? Đúng rồi, nhà nước bảo là con gái là 18 tuổi. Đúng rồi, nhà nước bảo con gái 18 tuổi mà. Con trai là 20 tuổi. Con trai 20 tuổi, con gái là 18. Đấy, anh phải làm đúng cái điều đấy nhá. Tất cả những đứa con gái của anh không được lấy chồng sớm đâu nhá. Làm đúng luật nhá anh nhá. Nhà nước bảo là biết rồi. Không biết là nhà nước bảo. À, nhà nước bảo rồi gì, nhưng mà anh có nghe lời nhà nước không? Con cái là không đủ này tất tuổi để chồng là nhà nước bảo đấy. Ừ, nhưng mà anh có nghe lời nhà nước là phải cho con gái trên 18 được lấy chồng không? À, nhớ nhá. À, ok anh. Ôi giời ơi. Đây rồi, đây có người. Làm sao đi qua đấy được, con chó nó chặn đây rồi. Hả? Con chó ở đây rồi. Con này này. Ơi. 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 Cứu. Cứu em ơi. Tôi đã bằng những cái hành động mình chị gái đây. Ừ. Đây, cho em đi qua cái. À bây giờ làm nào đây? Cái con đường nó rất là bé và hay là em cởi đây không chị, dắt nó ra chỗ khác nhá. Dắt nó ra chỗ khác nhá. Tôi vẫn phải cảnh giác với đồng chí bốn mắt này, đồng chí bốn chân này. Này, chị đưa nó ra chỗ khác đi. À. Đấy, chị đưa nó ra ngoài đi. Để em đi qua ấy. Ôi dồi ôi, con nó. Con chó nó còn không đi. Rồi. Rồi, tôi đi qua được rồi. Anh chào chị nhá. Chào gia đình nhá. Tôi đã tới gặp được những người dân ở đây rồi. À, đây là một ngôi nhà được địa phương hỗ trợ này. Đây là của tỉnh hỗ trợ này. Chào các bạn nhỏ nhá. Em gái, chào em gái. Em gái nói được tiếng Kinh không? Hả? Hả? Chị Báo à? Ở đây có ai nói được tiếng Kinh không? Hả? Báo đây. Thế cháu nói được tiếng Kinh không? Hả? Con bé nó đang ăn quả đào. Để cho chú quả đào nhá. Cho chú quả đào đi. Chú lấy một quả đào đổi một cái kẹo nhá. Em gái này không biết là bao nhiêu tuổi rồi nhưng mà đã thấy làm răng vàng rồi. Đấy, thấy làm hai cái răng vàng rồi. Cô bé này rất là xinh xắn đây. Chú đổi một gói kẹo lấy cái quả đào này nhá. Này. Nó Thảo này cho chú cái này nhá. Cho chú quả đào. À đấy, Thảo đấy mà. Cảm ơn nhá. Này, anh Cu này. Này, cho anh Cu này. Anh Cu này. Này, cho anh Cu này. Còn em bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 16 tuổi. 16 à? Thế còn chị bao nhiêu? chị là 38. Chị 38 à? Cho em này. Em lấy chồng chưa? Chưa. Hả? Chưa rồi. Dạ, chưa lấy à? Ừ. Thế thì đây nhà chị à? Vâng. Nhà, cái nhà này là nhà nước xây cho à? Vâng. Xây hết bao nhiêu tiền? Xây hết 60 triệu. Vâng. À. Thế ngày xưa chị học cái lớp mấy? Chị ta đấy. Thế còn mấy đứa này được đi học hết không? Đi á. Đi học hết à? Đi học hết. Thế còn cô bé 16 kia thì sao? Không biết. Chưa lấy chồng thôi đúng không? Chưa đấy. Chưa biết lấy à? Ừ. Thế bao giờ thì nó biết lấy?
Ui ui rơi rồi. Cháu tên là gì nào? Hả? Cháu ra đây. Ra đây nào. Đừng ngại. Này, chú người quen mà phải người lạ đâu, này cho con này. Cầm đấy. Bảo chị ra đây, ra đây. Chú hết kẹo gói rồi, bây giờ phải ăn kẹo mút rồi. Kẹo gói thì sẽ được nhiều hơn nhưng mà kẹo mút cũng rất là ngon. Cháu tên là gì? Hả? Lui ra, lui vào đây chú hỏi tí. Cháu tên là gì nào? Chở à? Hay là gì? Rất là bẽn lẽn ngại ngùng. Còn nhỏ có thể là khả năng dùng tiếng Kinh cũng còn kém này. Cháu cầm đây. Nào. Cháu cảm ơn. Ô, quay đi luôn à? Giận hờn nhau thế. Thôi được rồi. Tạm biệt mấy bạn nhỏ, mình lại tiếp tục hành trình đi vào phía trong ấy. Còn một vài ngôi nhà phía trong nữa. Sợ nhất là con chó của bà chị thôi. Ở chú thì ở xa đến thì chú để chơi làng, chú chả có gì nhiều, chú chỉ có mỗi kẹo thôi. Anh nhớ bảo là hai đứa này nó chia nhau ăn nhé, được không? Em cũng gần hết kẹo rồi. Nó tham đấy. Ừ, nó tham đấy. Được đi học hết không? À, được học hết à? Ừ, thế tốt quá. Rồi, đấy, hai đứa mang kẹo đi chia nhau ăn đi nhá. Đi đâu đấy em ơi? Hả? Đi đâu đây? Đi đâu? Hỏi không trả lời à? Cứ cười cười thế, đi đâu? Khiếp, kiêu thế nhở? Con trai ở trên này kiêu thế. Bên trong ngôi làng này, tất cả những cái diện tích đất ấy, không chừa một chỗ nào, mọi người đều tận dụng để trồng xen kẽ những cây đậu với cả cây ngô. Họ tận dụng rất là tốt cái diện tích đất này. Bây giờ đã hơn 3-4 giờ chiều rồi. Những cái công việc như là lấy cỏ bò rồi đi làm nương về là nó cũng đang chuẩn bị diễn ra rồi. Đấy là một cái nhịp sinh hoạt của đồng bào người Mông vùng cao. Cuối cùng tôi đã đi gần đến cuối ngôi làng rồi. Chào cháu. Lấy cỏ bò về à? À, có bận không? Đứng lại đây nói chuyện với chú một tí. Đứng lại đây, đứng lại. Bỏ cỏ xuống. Này, bỏ cỏ xuống. Ngồi xuống. Cháu học lớp mấy? Hả? Lớp 3 á? Lớp 3 gì mà lớn như này? Bỏ cỏ xuống. Bỏ xuống. Đó. Cháu học lớp 3 thật á? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 8 tuổi. 8 tuổi á? Thật à? Ôi sao cô bé này 8 tuổi mà lớn đấy nhỉ? Cháu là sinh năm bao nhiêu, cháu có biết không? 13. Ừ? Đi học ở đâu? Lũng Là. Lũng Là. Cái ngày mà 8 tuổi học lớp 3 thật á. Tôi cảm giác như không đúng thì phải. Bạn ấy có vẻ là hơi bị lớn hơn so với tuổi ấy. Cái cỏ này nặng bao nhiêu cân cháu biết không? Cỏ đằng sau lưng ấy. Bao nhiêu cân? Chị Pâu à? Chị Pâu thì là câu cửa miệng rồi. Này, chào cháu này. Thích không? Thích. Thế đi lấy cỏ một mình thế à? Không sợ gì à? Hả? Có sợ gì không? Không à? Cái cỏ này để tôi thử nhấc xem nặng. Nặng lắm này, cái dây nó níu xuống vai của cháu ấy này. Nhưng mà 8 tuổi mà làm cái công việc này thì cũng khá là nặng đấy. Thôi được rồi, đi đi, đi về đi. Lại thêm một cái cây di động nữa. Lên vùng cao thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cây di động như này. Các bạn đi lấy cỏ về cho những con gia súc của gia đình. Đường vào đây cũng không hề dễ dàng một chút nào. Wow. Kiểu cái ngôi làng này cứ đưa mình đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ấy. Phong cảnh thì rất là đẹp rồi. Ừ, không khóc. Này, cho con này. Chia cho em với nhá. Ừ. Thôi. Hả? Cái gì? Ừ. Một chế á? Ừ. Ủa chẩu hay so sinh? Ừ. Hả?
Không biết là bạn ấy đang định nói lời gì với mình. Thôi đừng khóc nữa. Thôi nín nín nín. Thôi. Ở đấy đưa kẹo cho em. Đưa kẹo cho em. Thôi được rồi, chú đi đây. Đừng xuất hiện mình làm nó khóc ấy, sợ bố mẹ chúng nó lại nghĩ mình làm gì tụi nó thì cũng rất là nguy hiểm. Hình như trong ngôi nhà đang làm một cái nghi thức gì đó. Ui. Họ đang cúng gì? Đây này, phía ngoài họ đang để những cái lá cây, những quả ngô này. Trong nhà cái âm thanh rất là đáng sợ. Nói chung là đang diễn ra một cái buổi cúng và bên ngoài này có rất nhiều những cái thứ, có lẽ là bùa thì phải. Họ để như vậy thì có lẽ là thôi, chắc là mình cũng không nên vào đâu, sợ lắm. À, tôi gặp anh chủ nhà rồi. Thử vào nhà xem nhé. Anh, em chào mọi người ạ. Anh chủ nhà anh cho phép vào. Em chào mọi người ạ. Bên này thầy cũng đang làm lễ. À, hình như đây là cúng cho trẻ con đúng không? Đúng không? Đúng. Cúng mà trẻ con đầy tháng đúng không? À đúng rồi. Cái hình ảnh này mình đã từng gặp rồi. Chứ không phải là cúng cái gì ấy. Thế đứa bé A, đứa bé đang ở trên giường kia đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Anh lấy ghế cho em ngồi à? À, mình vào gần em bé được không nhỉ? Chắc là vào gần được đúng không? Em mấy tuổi rồi? À, 17 à? À, này anh mừng tuổi cho em bé này. À, này anh em cầm cho con giúp em nhá. À, giúp anh nhá. Chúc em bé hay ăn chóng lớn nhá. À, thôi em bé ăn ti tiếp đi, bác không làm phiền nữa. Bác làm phiền em bé quá rồi. Thôi được rồi, cái công việc của gia đình thì mình cứ để gia đình diễn ra tự nhiên thôi. Mình xin phép gia đình để đi đây. Lát nữa mẹ lại một lúc thì chắc là sẽ lại bị uống rượu thôi. Mừng đầy tháng em bé thì mình lại nói là mừng tuổi chứ lại cuống quá. Thế làm một cái lễ đầy tháng cho em bé như này thì hết khoảng bao nhiêu tiền đấy? 7-800 thôi. 7-800 nhá. Vâng. Thì là nó gồm những cái chi phí gì? Vâng. Và mua đồ các kiểu thì của 4-500 hoặc là tiền thuê nữa thì 300. À, thuê thầy cũng hết 300 nữa à? Vâng. Một cái lễ đầy tháng thì chi phí nó cũng khá là phù hợp nhỉ, khá là vừa phải nhỉ. Vâng. Có mời nhiều thì khổ quá. Thế á? Vâng. Nhưng mà có mời nhiều anh em họ hàng không? Vâng. Hay là chỉ mời những người thân thiết, hay là chỉ cả nhà ăn với nhau thôi? Có chứ, nhưng mà bây giờ thì người ta đi làm hết rồi. Bây giờ chúng tôi cũng không có người rồi, chỉ có mấy người thôi. Thanh niên cũng không có ở làng nữa rồi đúng không? Vâng. Bởi vì người ta đi làm công ty hay này đi làm hết rồi. Đúng rồi. Thế anh hỏi tí, thế ở đây thì mọi người làm cái gì để ra tiền? Ở đây thì không biết làm gì ra tiền, chỉ biết trồng ngô thôi, trồng ngô xong là. Ngô á? Vâng. Thế em có cái gì mà đột phá không? Làm gì mà kiểu ra được nhiều tiền hơn tất cả mọi người không? Anh thấy em rất là sành điệu ấy. Không. Không. Ở đây thì chỉ biết trồng ngô xong là thế thôi, không có cái gì làm gì là. Xong rồi cũng đó đi. Đó là chỉ biết ăn thôi. Có việc gì làm đâu. cũng đi làm ở những cái thành phố lớn giống như mọi người thôi đúng không? Thế rồi, như thanh niên như em thì một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu mà đi làm xa thì cũng được, nhưng mà ở trong thôi thì chắc không được đâu, bởi vì là một tháng cũng không được tiêu, chỉ làm đường ngô thôi, được cơ ăn thôi. Thế à? Không biết làm gì đâu. Vâng. Một năm thì nuôi gà, nuôi bò hay là nuôi dê các kiểu một tháng. Nếu bá đi đường thì đường 100, có lúc thì như thế thôi.
À, thế ví dụ một năm thì em kiếm được bao nhiêu tiền, em có bao giờ tính thống kê không? Ví dụ như ở Trung Thô này á. Em ơi. À, ví dụ em một năm nếu mà không đi làm kiếm việc xa thì cứ ở nhà thì không kiếm được mấy triệu đâu. Chỉ được miếng cơm ăn thôi. À, vâng. Thế cái cô bé xinh xinh kia là vợ em à? Đúng ạ, vợ. Đúng không? Gọi vợ ra xem nào. Nhiều vợ không biết nói đâu. Kệ, cứ gọi ra đây ấy. Do gọi vợ ơi thì gọi như nào? Vợ ơi thì gọi bằng tiếng Mông ấy. Gọi bằng tiếng Mông á? Ừ. Thì như nào? Ngại á, nói ra ngại. Nói ra ngại á, cứ nói đi, anh là đầu tiên. Thôi người ta ở đây hiểu tiếng Mông nhá, cái nó câu này ngại người ta. À, thế là nói với anh là ngại nhá. Vợ ơi. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Dính ạ. Dính à? Vợ của Dính ơi. Vợ Dính ơi. Vợ không nghe được tiếng Kinh à? Vâng, bởi vì chưa từng học. Vợ không được đi học à? Cái em cũng chưa từng học mà. Chứ em... học đến lớp 3 xong là bỏ. À thế à? Ôi, tiếc nhỉ. Em có mấy con rồi? À, chưa. Em chưa có con à? Vâng. Em ấy không gọi vợ ra đây nhưng mà tôi để ý ở phía xa ấy, vợ em ấy cũng rất là xinh. Khéo đấy nhỉ, khéo mồm tán được cô vợ rất là tôi xinh. Không đâu, bởi vì con gái ở trên này không xinh đâu. Con gái trên này không xinh nhá. Rồi anh toàn gặp gái xinh luôn đấy. Nhưng mà sao mình không biết nói nhau nhưng mà tôi đi. Em sợ gái xinh hả? Mình có để trai đâu mà mình cũng xấu như vậy mà. Rồi muốn em có ấy... con gái xinh thì người ta có thích mình đâu, có yêu mình đâu. Em đang thôi. Tự ti. Em đẹp trai đấy, em không hề xấu đâu. Chỉ cần cố vợ là được, sáu hai đẹp chỉ cần là yêu nhau, sống với nhau là được, không thấy gì đâu. Chứ không nhất thiết là phải một cô vợ thật xinh đúng không? Vâng. Cậu em có quan điểm rất là hay. Nhưng mà em đẹp trai đấy, đừng tự ti em ạ. Không. Trai thành phố còn thua cả em đấy. Anh nhìn ở trong gương thì rồi giống như con khỉ ấy. Ôi, sao lại nói mình thế? Đẹp trai thế cơ mà. Thôi anh đi về nhá. Cho anh gửi lời hỏi thăm tới gia đình nhá. Bây giờ tối rồi ấy. Chúng ta vào nhà chơi đi đi. Hả? Ở nhà chơi đi đi em. Thôi, cơ rồi. Thôi. Để dịp khác đi, khi nào có thời gian anh quay lại đây ăn cơm sau nhá. Ông bố đúng không? Dạ, đúng ạ. Anh về đây, cảm ơn mọi người nhé. Vâng. Có lẽ là chuyến hành trình của tôi khi mà tới ngôi nhà này cũng là cái điểm dừng chân cuối cùng rồi. Có lẽ là bây giờ tôi phải đi ra ngoài thôi vì trời cũng khá là tối rồi. Thôi, cháu chào các cô ạ. Chào em nhá. Vâng. Chào mọi người nhá. Đây em đã ở trong để đi trong nhau uống chén rượu. Hả? Trong nhau uống chén rượu. Thôi say lắm bởi vì cái đường đi khó về tí lại ngã ấy. Đường nó mà dễ nhá thì sẵn sàng ở lại uống rượu ngay nhưng mà đường khó quá. Vâng. Đi bộ còn sợ nữa là. Vâng. Thế thôi nhá, thông cảm nhá. Vâng. Làng mình rất là đẹp đấy. Vâng. Rồi có dịp thì mình quay lại chơi sau. Vâng. Mọi người vào nhà ăn cơm đi. Vâng. Mọi người vào nhà ăn cơm đi. Người Mông thì như các bạn biết rồi đấy thì họ rất là hiếu khách và họ luôn luôn là mời chúng ta ở lại ăn cơm và cùng nhau uống rượu. Đấy là một điều rất là tuyệt vời nhưng mà tôi thì cũng không phải là một cao thủ rượu hay là như thế nào cả. Tôi cũng rất là ngại uống rượu với đồng bào vùng cao vì họ uống rất là khỏe mà mình thì không nỡ từ chối ấy, nên là thôi nếu mà đã từ chối được thì thôi cứ từ chối để còn đi về. Trời bắt đầu muộn rồi, tối rồi. Cái con đường để tôi đi ra phía ngoài nó còn rất là xa xôi nữa. Từ giờ mà tôi trở về được, về đến nhà là trời sẽ tối hẳn, tôi om luôn vì về đến trung tâm thị trấn Mèo Vạc từ đây ra đấy hết khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa cơ, rất là xa. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Chao Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên những chuyến hành trình tiếp theo.